người ạ. Hiện tại là cửa hàng đang lai những xe mới về ngày hôm nay nhá. Xe hôm nay mới về SH125-2019, 80.600.000, lốp liền đời ạ, màu đen nhá. Xin chào Đức Lam nhá. SH125-2019, màu đen, biển 34B42-8056 ạ. Còn hôm nay, hiện tại hôm nay mới về con này nhá. Chào Hoàng Thanh Z nhá. Đặc biệt con này hỗ trợ trả góp, mọi người chỉ cần có chứng thư hoặc căn cước công dân là được hỗ trợ. Xin chào Danh Đẳng ạ. Form SH125-2019 màu đen và đang có rất là nhiều xe. Màu trắng, màu đỏ đều có xe nha, màu bạc nữa. Xin chào Thanh Phạm nha. Hôm nay cả sẽ like những dòng xe hôm nay mới về để mọi người tham khảo dòng xe mới luôn ạ. Alo ạ. Đây là gì ạ? Bỏ đời tí em đang ai. Kẻ đó. Đặc biệt con này hỗ trợ trả góp, mọi người chỉ cần có từ 30 triệu là được hỗ trợ trả góp rồi ạ. Xin chào Nguyễn Minh Nhất nha. Xe rất là đẹp, lốp lắp của nền đời ạ. 80.600.000, SH125-2019. Xin chào Phạm Văn Đua nha. Form dáng này hiện tại đang vẫn rất là hot ạ. Xin chào Thành Đạt nha. Xin chào Thêm Hải Dương nha. Everblade 125-2019, hôm nay anh mới về con này luôn ạ. Xin chào Trần Bình nha. Lết 125-2019 nên sủng tầm xung quanh 38-39 triệu là có xe ạ. Bản dáng này hiện tại cũng đang là không có xe, giá xe mới lên rất là cao. Dòng xe lướt này rất là ít xe ạ. Xin chào Phạm Văn Đua nha. Thủ tục sang tên đổi chủ rất là đơn giản, mình chỉ cần mang chứng thư hoặc căn cước công dân là có thể hỗ trợ thủ tục sang tên rồi nha. Bản 125 đen nhám 2019, Everblade vành đen giảm sóc đỏ. Bản dáng này hiện tại rất là đẹp xe luôn ạ. Dáng vẫn là dáng đẹp. Mọi người có thể... Xin chào Nguyễn Phương Nam nha. Quý hay ấy nhà mình thôi. Lấy con xe lấy mà. Lết hôm nay mới về ạ. 125 đen nhám. Dạ ở trong nhà. 125 đen nhám 2019. Xin chào anh Huân nha. Hôm nay cả hàng sẽ like những dòng xe hôm nay mới ra, xe mới về, cả hàng sẽ like trực tiếp để mọi người tham khảo. Xin chào Nhung Long ạ. Xe gần như mới. Vision bản cá tính cũng mới về luôn ạ. Anh ơi, anh Sơn ơi, anh dựng chân giống giữa lên giúp em ấy. Dựng chân giống, xin chào kiếp làm thuê nhỉ. Anh dựng chân giống giữa lên giúp em ấy. Dựng chân giống giữa lên ạ. Quỳnh Quỳnh giữa kìa. Dựng chân chống giữa lên quay cho nó đẹp. Toàn xe hot nha mọi người nha. Phiên bản đặc biệt. Vision cá tính mọi người ơi. Vision cá tính nha. Nghe thì nghe sang bên kia đi nha.
Mọi người chia sẻ livestream giúp cửa hàng nhá. Xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các loại xe máy. Xe ga, xe số, xe côn, dáng thể thao đều có hết. Đặc biệt cửa hàng có hỗ trợ khách thủ tục mua xe trả góp. Quý khách chỉ cần có chứng minh thư hoặc là căn cước công dân là được hỗ trợ. Cửa hàng có nhận rút hồ sơ sang tên đổi chủ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Mỗi chiếc xe cửa hàng bán ra đều được đảm bảo tuyệt đối, máy nguyên chất, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. An ninh bảo hành trọn đời xe nha mọi người ơi. Cam kết bán xe không tai nạn, không ngập nước. An ninh bảo hành trọn đời xe nha mọi người. SH cũ đây nhá, đây là SH cũ mọi người ơi. Bát ngát bao la, quá nhiều để mọi người lựa chọn. Xe máy Đức Kiên mua bán trao đổi tất cả các loại xe máy. Mua bán trao đổi tất cả các loại xe máy với khách hàng nhá. Xe côn, xe số, xe ga, xe thể thao. Mỗi chiếc xe cửa hàng bán ra đều đảm bảo tuyệt đối về chất lượng, máy nguyên chất, không đâm đụng tai nạn, không ngập nước. An ninh bảo hành trọn đời xe nhá. Đây là xe mới. Đây là xe mới nhá. Nhân viên cửa hàng đang chụp hình để đăng lên website. Chào bạn Lưu Ma Vương nha. Quê A mới đét. Xe mới được khách lựa chọn. Bên đây là X150 nha. Cam kết phục vụ xe chất lượng, cho nên là quý khách yên tâm đến tham khảo xe tại cửa hàng. Xe mới thì cửa hàng đảm bảo cạnh tranh về giá, còn xe cũ thì đảm bảo cạnh tranh về chất lượng. CBR 150 giá vô cùng hợp lý, xe mới. Vision cá tính. Chào bạn, chào cậu Út nha. Bạn chia sẻ livestream giúp gàng xe máy Đức Kiên. SHMO bạn cá tính. Bạn đặc biệt. SHMO là bạn đặc biệt. Cá tính là còn cá tính là cánh đen. Cam kết phục vụ xe chất lượng với giá tốt nhất. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chia sẻ livestream giúp cửa hàng nha. Quý khách có thể đến 237, 238 và 289 Ngô Quyền tham khảo xe để
để lựa chọn chiếc xe mà mình thấy phù hợp nhất nha. Xin chào mọi người.